hề có dưỡng hay một cái gì cả. Môi của bạn sẽ rất là khô. Chắc chắn sau khi mà Rư xem bản thành phần này thì Rư cũng sẽ muốn lau son trước khi mà Rư ăn một cái gì đó. Bên thì hồng, một bên thì cam. 7 ngày vừa qua và với từng này son là quá đủ. Hello mọi người, đây không phải là một video xóa son mà đây là một video review phân tích thành phần cũng như là kiểm chứng xem dùng cái bộ son này sau 7 ngày thì môi có bị thâm hay không. Và cái bộ son mà Rư muốn đem ra mổ xẻ ngày hôm nay là một bộ son bán rất chạy trên Shopee. Đây là son Focalure, Rư mua với giá là 49.000 cho một em. Cái chỗ Rư mua là 49.000 tại vì Rư đặt ship nhanh á, chứ còn nếu như mà mọi người mua ở những chỗ khác có thể nó còn rẻ hơn nữa. Có 3 lý do mà Rư chọn test son Focalure mà không phải là những cái son khác. Lý do đầu tiên là em son này bán rất là chạy, và đặc biệt đối tượng khách hàng của Focalure hầu hết sẽ là những bạn teen hoặc là những bạn sinh viên năm nhất năm hai chẳng hạn, túi tiền còn eo hẹp. Vậy thì khi mà các bạn có ít sự lựa chọn đi thì các bạn cũng sẽ đồng thời quan tâm là không biết cái son này giá rẻ như vậy nhưng mà dùng lâu nó có làm môi của các bạn bị thâm hay không. Lý do số 2 là tại sao thời điểm này Rư mới làm những dạng video này là bởi vì Rư vừa mới cai sữa em bé tuần trước. Rư đã nghĩ về cái dạng video test son nội địa trung dài hơn như thế này từ rất là lâu rồi, nhưng mà thời điểm đó thì Rư có bầu xong rồi cho con bú, cho nên Rư cũng không muốn mạo hiểm để mà làm những cái dạng video như thế này, thì chắc mọi người cũng hiểu. Và lý do số 3 là khi mà Rư xem bản thành phần của cái bộ son này, Rư rất là bất ngờ bởi vì bản thành phần của nó cực kỳ ngắn gọn, 2, 4, 6, 7 và có thêm 5 chất tạo màu, tổng là 12 chất. Nói chung đây là một cái bảng thành phần khá là ngắn gọn. Và Rư có pass qua bên CosDNA để mà Rư check. Chỉ có 2 chất Rư muốn lưu ý với mọi người trong video này. Đầu tiên là một cái chất có một cái tên rất là dài. Đây là một chất nhũ hóa. Nó đứng ở top 5 bảng thành phần. FDA của Mỹ công nhận cái chất này là an toàn. Tuy nhiên có 2 thứ Rư muốn mọi người lưu ý về chất này. Thứ đầu tiên là đây là một cái chất được giới hạn sử dụng trong thực phẩm. Và khi mà Rư đọc đến đó thì Rư cũng hơi lăng tăng, tại vì son mình không ăn nó nhưng mình sẽ nuốt nước bọt, mình sẽ ăn uống khi vẫn đang đánh son, cho nên là mình cũng sẽ nuốt một lượng nho nhỏ vào bụng, và cứ ngày qua ngày thì một lượng nho nhỏ nó sẽ thành to to. Và lưu ý thứ hai cho mọi người á, những bạn nào mà rành về thành phần mỹ phẩm là thì sẽ biết là chất nào khi tổng hợp nó cũng sẽ nhiễm tạp chất, sẽ cần tinh chế lại. Vậy thì cái vấn đề ở đây là tạp nhiễm của cái chất này á có thể chứa ethylene oxide, và đây là chất gây ung thư. Tôi không nói là bạn xài Focalure bạn bị ung thư nha, tôi chỉ nói là trong Focalure có một cái thành phần mà cái thành phần này nếu chẳng may nó nhiễm tạp chất thì cái tạp nhiễm đó rất là dễ chứa ethylene oxide, và đây là một cái chất có khả năng gây ung thư, rồi chị muốn lưu ý với mọi người. Và điều thứ hai, có một cái chất nó là chất tạo màu, các bạn mà hay đánh son đỏ, các bạn soi bảng thành phần các bạn sẽ thấy thì cái chất này là cái chất giúp cho cây son được lên màu đỏ. Và nếu như mà tôi đang cầm một cây mát, một cây Kiko hay một cây Su Bobbi Brown gì đó thì tôi cũng sẽ không lăn tăn nhiều, nhưng bởi vì là tôi đang cầm cây Focalure và nó chỉ có vài chục ngàn, cho nên Rư cũng sẽ lại rất là cẩn thận. Vậy thì Rư search được á là cái chất này có khả năng hấp thụ qua da ở nồng độ 0.4%. Chất này thì được phép sử dụng trong thuốc nhuộm tóc ở cái hàm lượng dưới 0.4%. Trước năm 2012 thì châu Âu cấm sử dụng cái chất này trong mỹ phẩm, nhưng mà update mới nhất là tháng 10 của 2021 thì cái chất này đã được sử dụng trong mỹ phẩm ở châu Âu rồi. Và một lưu ý cho mọi người ha, là cái chất tạo màu này á nó sẽ không an toàn khi mà được sử dụng trong những cái sản phẩm xịt, ví dụ xịt khoáng hay gì đó, nhưng mà tôi không nghĩ xịt khoáng sẽ có một cái thứ màu đỏ ở trong. Cái thứ hai là không an toàn khi dùng gần mắt bởi vì cái da mắt rất là mỏng. Rồi nhớ hồi xưa Rư có mua một cái bảng mắt nhân dịp Tết á, Rư có mua một cái bảng mắt màu đỏ cũng là của nội địa Trung. Và Rư đánh cái màu đó xong thì hôm sau mắt Rư nó bị lên một lẹo. Khi Rư đọc những cái dòng này á mọi người thì Rư mới nhớ lại cái tình huống đó. Và tại sao Rư lưu ý trong video này, Rư thấy mọi người hay lấy son đỏ, hay lấy son bóng màu đỏ để đánh má hoặc là đánh mắt. Rư muốn lưu ý mọi người điều đó. Kiểu son thì chỉ nên dùng cho môi thôi, không nên dùng lên mặt hay lên mắt, nó sẽ có thêm nhiều cái tác dụng phụ mà mình không biết. Đó là cái phần phân tích thành phần và đi kèm với hai lưu ý nhỏ cho các bạn nào mà cẩn thận á. Đó, Rư là chắc chắn sau khi mà Rư xem bản thành phần này thì Rư cũng sẽ muốn lau son trước khi mà Rư ăn một cái gì đó. Nhưng mà quan điểm của Rư hồi nãy giờ là Rư không có phán xét mỹ phẩm vì cái bản thành phần của nó, mà Rư sẽ muốn trải nghiệm thêm trên da của mình để có một cái nhìn nó khách quan hơn. Và son cũng vậy. Cho nên sau phần phân tích thành phần thì Rư sẽ muốn dẫn mọi người đi 7 ngày xem đến cuối video để biết là đến ngày thứ 7 sau khi dùng son xong thì cái màu môi của Rư nó có bị thâm đi không nha. Bây giờ là Rư sẽ đánh thử cây đầu tiên trong số mấy cây này. Trong cái đống mà Rư mua thì có cái cây 004 này là nhỏ nhất, cho nên thôi Rư sẽ đánh cây này trước. Một cái điểm mà Rư không thích của son nội địa Trung là đứa nào cũng có bao ni lông, nó rất là không thân thiện với môi trường.
Cây son thì nhìn rất là chuyên nghiệp. Không ai nghĩ đây là cây son giá 40 mấy ngàn. Nhìn nó rất là trend luôn á. Chất son rất là đẹp luôn. Chất rất là mịn môi. Rồi không có dưỡng môi khi Rui quay video này á. Rui không có dưỡng môi. Son rất mịn môi, màu rất là đẹp. Giờ đã hiểu vì sao mấy trăm ngàn lượt bán. Tại vì nó rất là đẹp, rất là nhẹ môi. Màu rất đẹp luôn nha mọi người. Màu 004 Focalure. Bây giờ đã là tầm chiều chiều rồi thì Rui sẽ đánh son này đến tối. Nếu như mà Rui có ăn, Rui sẽ chùi đi xong rồi Rui đánh lại. Rồi những ngày hôm sau cũng sẽ là như vậy. Hôm nay là ngày tiếp theo và Rui sẽ đánh thử cái cây son màu 104. Hôm nay là thứ 6. Sau khi đánh son xong thì Rui sẽ đeo khẩu trang xong rồi bế cà phê đi chích. Cho nên là hy vọng không ai bắt mình gỡ khẩu trang, tại vì nó sẽ rất là ghê. Cái màu 104 này là một cái màu siêu đậm. Hôm qua tới giờ thì Rư chưa có thấy môi mình nó bị thâm hơn hay bị ôi con ơi. Nhưng mà mới chỉ có một ngày thôi á. Cái bao bì của cái son Focalure này nó thực sự khó chịu á mọi người. Wow. Đây là màu nâu nha mọi người, không pha hồng, không pha cam, một màu nâu. Màu này nó tây lắm nha mọi người, nhưng mà nếu như không make up nhìn nó ghê lắm. Bye bye, mình đi chích nha. A few moments later. Mẹ ơi. Em chích xong rồi. Hôm nay là ngày test son thứ 3 của Rư. Mọi người sẽ thấy cái background hơi khác. Và Rư đang ở bên lớp của Rư. Trong lúc đợi mấy bạn học viên đến thì Rư sẽ test cây son tiếp theo. Sáng nay khi mà Rui ngủ dậy thì Rui thấy môi mình nó gặp hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là nó khô hơn mọi ngày. Quanh miệng Rui chỗ này nè, cái mép môi trên này và cái mép môi dưới này nó bị lên mụn li ti. Trước khi đánh son Rui không dưỡng, nhưng mà buổi tối đi ngủ thì Rui phải dưỡng. Rui có dưỡng môi nha mọi người, nếu không là không sống nổi. Bây giờ Rui sẽ test đến cây son 209. Cái cây 209 này thì nó lại không có mùi. Còn cây hôm qua Rư đánh thì nó lại có mùi sô-cô-la. Mặc dù môi mình đang hơi khô nha, nhưng mà đánh son lên nó vẫn rất là mượt. Chỉ có điều là cái cử động môi hai bên mép á, vậy nè, nếu như mà Rư nói chuyện này nè, thì sẽ cảm thấy nó hơi rít một tí. Còn ngày đầu tiên đánh thì nó không có cảm giác đó. Tức là môi mình so với ngày đầu tiên nó đã bị khô hơn một chút. Ngày mai Rui sẽ vlog tiếp và update tình hình cho mọi người. Hello mọi người, hôm nay là ngày test son Focalure thứ 4 của Rui. Hôm nay Rui cũng đi dạy và Rui tranh thủ vlog cái này. Tại vì xíu nữa nhiều khi đánh nền lên mọi người sẽ không có thấy cái tình trạng môi. Bình thường khi mà Rui thoa kem chống nắng á thì cái mặt của Rui nó không bị tái. Nhưng mà hôm nay thì Rui có cảm giác mặt mình hơi bị tái. Thì để ý kỹ cái môi á, cái môi Rư nó không có bị, gọi là Rư không nghĩ cái này gọi là môi thâm, nhưng mà Rư nghĩ môi của Rư nó bị mất cái độ hồng. So với lại những ngày trước thì Rư cảm thấy ngày hôm nay môi của Rư nó bị mất đi độ hồng. Những cái mụn này mà có thấy những cái mụn, những cái mụn quanh cái mép này. Nhưng mà ngộ một cái là nó chỉ bị một bên. À hôm nay bên này cũng có luôn rồi mọi người. Nó có những cái hạt lợn cợn á. Bây giờ thì Rư sẽ tranh thủ make up nè. Xong rồi tí nữa Rui sẽ đánh cái màu son tiếp theo lên cho mọi người xem hen. Bây giờ thì Rui sẽ test đến cây son 206. Cái vấn đề của cái son này á mọi người, là cái vỏ của nó là một chuyện, nhưng mà cái màu của nó không có liên quan. Mọi người nhìn màu 206 ở trên vỏ nha. Xong mọi người nhìn khi mà Rui đưa nó lên tay. Trời ơi, một bên thì hồng, một bên thì cam. Mà bây giờ Rui lỡ khui rồi thì đánh luôn chứ biết sao giờ. Hello mọi người, hôm nay là ngày test thứ 5 của Rư về bộ son Focalure. Hồi sáng á, lúc mà Rư mới ngủ dậy á, thì Rư có show cái môi trước camera cho mọi người xem. Thì các bạn xem cái video mà Rư quay hồi sáng, các bạn sẽ thấy là cái môi của Rư gọi là sao ta? Vừa khô mà lại vừa nẻ, thấy môi trên có vẻ hơi bị sậm màu. Hôm qua thì Rư chỉ mới thấy tình trạng của cái môi mình là mất độ hồng thôi, nhưng mà sáng nay thì Rư có cảm giác đó rồi. Tức là cái môi trên rõ ràng là nó đã bị sậm hơn, cho nên nhìn cái mặt của mình khá là tái. Rư mới lên trên web của hãng để Rư xem lại bảng thành phần á, thì Rư thấy ba cái chất đầu tiên đều là gốc silicone, cho nên là cái son này nó dễ tạo cảm giác mịn mượt khi mới đánh. Cái son này thì hoàn toàn không hề có dưỡng, tất cả đều sẽ là silicone, đều là chất tạo màu, chất bảo quản, chất tạo mùi, không hề có dưỡng hay một cái gì cả, cho nên là môi của bạn sẽ rất là khô theo thời gian. Cái mụn ở đây thì bữa nay rờ thấy nó đỡ đỡ rồi á mọi người,
nó không đáng ngại lắm. Ngày hôm nay thì Rư sẽ đánh màu son 304 này, nhưng mà xin phép mọi người ngày hôm nay Rư sẽ phải dưỡng môi tại vì khô quá chịu không nổi. Wow, 304 là một màu rất đỏ, phù hợp để test những ngày cô ca không có nhà. Nó đỏ khủng khiếp luôn á. Hôm nay Rư cũng không đi đâu đâu, chỉ có ở nhà thôi, cho nên khỏi viền môi nha. Lúc nãy đánh cái này nó cũng hơi bị du duyên cái nhân chung á, nhưng mà làm biến quá. Bye bye, hẹn gặp mọi người ngày mai. Hello, hôm nay là ngày test son Focalure thứ 6. Rư sực nhớ là bữa giờ khi mà Rư test son á thì Rư chưa có ăn, cho nên là hôm nay Rư sẽ thử ăn nhẹ một cái gì đó. Màu này đỏ hơi ánh cam, đỏ nâu nhưng mà hơi ánh cam một tí. Hiện tại là môi Rư cũng đang có dưỡng á, tại vì như Rư nói là môi Rư mấy ngày qua nó khô quá. Nếu như so với cái màu đỏ chót của hôm qua thì cái màu này nó dễ đánh hơn nhiều á mọi người. Một màu đỏ cam nâu mọi người thấy không? Rồi bây giờ sẽ là tiết mục ăn bánh uống trà để xem thử cái son này khi ăn uống thì nó có giữ màu được tốt không. Đây là trà hoa cúc mật ong, đây là bánh để test son, còn đây là mật ong uống cho nó thông giọng. Lần đầu tiên ăn bánh mà quánh cái mỏ đậm vậy luôn. Sau khi uống một hớp trà thì môi vẫn còn màu nha mọi người, và cái ly thì nó chỉ kiểu bị dính ra có một tí xíu thôi. Đây, để nào. Ăn bánh mì, mình đã ăn xong một bữa trà chiều. Chắc là các bạn nhìn xa cũng đã thấy là cái môi của Rư nó cũng trôi trôi á, do cái son này đậm nữa. Son đậm thường trôi một phát là thấy liền. Bạn nào mà kiểu đánh cái son này xong rồi ăn trưa, ăn dầu mỡ thì chắc chắn là son sẽ bị trôi nhiều nhiên. Thì đến hiện tại Rư tạm kết luận là son này nếu như mà ăn uống thì phải bôi đi thoa lại, chứ nó không có cái độ bám khi ăn uống hen. Rồi ngày mai Rư sẽ review tiếp, và ngày mai là cái ngày cuối cùng để Rư đưa ra cái kết luận về cái bộ son Focalure này. Để bánh ăn nha, mẹ còn một miếng nào con ăn không? Không. Ăn miếng mới đúng không? Hello mọi người, hôm nay là ngày test son thứ 7 Focalure. Lúc này là Rư đang, cái background đang hơi lộn xộn do là ngày hôm nay Rư có một cái set chụp sản phẩm SK2. Các em SK2 đang nằm trên thớt. Lúc này là Rư vừa mới dưỡng môi luôn, tại vì môi Rư dạo này quá khô. Cây son này là cây 303. Thật ra thì không nên tin cái vỏ này, mọi người nhớ đúng không? 303 hình như là một tông hơi cam, đỏ trầm nhưng mà hơi ánh cam. Sao Rư không có thấy nó khác biệt lắm với cây hôm qua Rư vừa test ta? 303, 305, 304 mọi người thấy không? Thật ra thì nó cũng đậm á, nó cũng không nhạt một xíu nào, nó cũng đậm. Hôm nay thì Rư sắp bị, cho nên là mọi người thấy cái cằm của Rư nè, 1, 2, 3 cái mụn. Rồi bây giờ thì Rư sẽ để cái son này lên môi 2-3 tiếng, sau đó thì Rư sẽ chùi đi, và ngày mai sẽ là cái kết luận về cái video này. Hiện tại thì cũng đã khá là trễ rồi, Rư tính là ngày mai ngủ dậy nắng đẹp Rư sẽ quay cái phần kết luận này. Nhưng mà hôm nay Rư đi kiểu từ sáng đến chiều, xong rồi chiều phải đưa Coca với cà phê đi khám bệnh đến tối luôn. Rồi nãy về bị mắc mưa nữa. Hiện tại Rư thấy cái cổ họng của mình nó cũng hơi khó chịu, cho nên Rư sợ ngày mai ngủ dậy Rư sẽ bị mất giọng giống như hồi tuần trước. Cho nên là thôi quyết định đêm tối vẫn sẽ ngồi vlog nốt cái video này cho mọi người. Đầu tiên, để gọi là cái bộ son này nó có đáng tiền không thì Rư nghĩ 49.000, và với cái chất son như thế này, với cái bao bì như thế này là quá ok, không có gì để chê luôn, thật sự mà nói như vậy.
Và hình như là tại vì Ru mua 49.000 là Ru mua mắc á, do là ngày hôm đó Ru cần ship hàng nhanh. Có một số nơi ship từ nước ngoài về thì Ru thấy là nó còn rẻ hơn rất là nhiều. Điều thứ hai, cái bộ son này có khô môi hay không thì cái lúc mà đánh son á mọi người, nó vẫn cho ra trải nghiệm cực kỳ mềm mượt luôn. Cho nên bạn nào mà đánh một hai lần á thì sẽ không có cảm thấy cái điều mà sau 7 ngày test Ru mới thấy, bởi vì nó lên trên môi mình rất mượt luôn. Và kết luận thứ ba đó là xài lâu có bị thâm môi hay không, thì Ru nghĩ là sau khi các bạn xem cái vlog này sau 7 ngày vừa rồi thì các bạn đã tự có câu trả lời. Cái son này làm cho môi của Ru rất là khô và có sọc màu đi. Vậy thì trả lời cho câu hỏi là cái bộ son này Ru có mua lại hay không, thì chắc chắn là Ru không mua lại bộ này. Và Ru có recommend cái bộ son này cho ai hay không thì Ru cũng không muốn recommend cái bộ son này cho ai. Với hãng Focalure thì đây thật sự là lần đầu tiên Ru trải nghiệm cái hãng này. Hồi xưa Ru có shop bộ trang điểm nội địa Trung cũng nhiều á, nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên, nếu như Ru nhớ không lầm. Và Ru chỉ shop lại cái hãng này nếu như mà hãng này cho ra những cái chất son mới và Ru nhận được yêu cầu từ mọi người. Chứ còn với Ru 7 ngày vừa qua và với từng này son là quá đủ, Ru không có muốn shop thêm tụi nó nữa. Ru biết là các bạn mua son nội địa Trung, các bạn chọn son giá rẻ là các bạn có lý do của các bạn. Ru không có phán xét, không có bất cứ một cái sự áp đặt gì về suy nghĩ của mình lên cái chuyện lựa chọn sản phẩm của mấy bạn. Nhưng mà Ru khuyên mọi người á, là nếu được thì hãy dưỡng môi thiệt là kỹ trước khi dùng cái em son này. Hãy tẩy trang thiệt là kỹ sau khi dùng cái em son này. Và khi ăn uống thì cũng hãy lau son thật là kỹ. Xong rồi sau khi ăn xong mình chịu khó dưỡng môi và mình đánh son lên lại. Và như vừa rồi Ru nói thì đây là một cái quan điểm hết sức là cá nhân, bởi vì thực tế là Focalure đã bán được tới mấy trăm ngàn lượt luôn trên Shopee thôi, còn Shopee Việt Nam thôi nha mọi người, còn Shopee ở nước ngoài và kiểu những cái trang Lazada, Tiki gì đó thì không biết, thậm chí là bán offline hay online đâu đó mình cũng không thống kê được. Cho nên là từng đó người ưa chuộng. Thì với một cái quan điểm hết sức cá nhân của Ru thì mọi người cũng hãy nghe và mang tính chất tham khảo nhen. Nếu như các bạn đã từng sử dụng son Focalure, đặc biệt là cái dòng này, và nếu như các bạn có những cái trải nghiệm giống hoặc khác Ru, thì hãy để lại comment bên dưới để cho nhiều bạn khác có thể vào và tham khảo. Vậy thì video của ngày hôm nay đến đây là hết. Các bạn đừng quên subscribe channel của Ru để tụi mình còn có thể gặp nhau ở mấy video tiếp theo nhen. Bye.